Chiều ngày 31 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh họp thường kỳ tháng 10. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đơn vị sở ngành gồm Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến nhiều nội dung. Trong đó có dự thảo nghị quyết về phê duyệt số lượng cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, dự thảo nghị quyết thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với cán bộ công chức viên chức, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thông qua đề án đẩy mạnh phân cấp đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030. Dự thảo quyết định ban hành quy định đối tượng tiêu chuẩn và số lượng hồ sơ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, lập quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng 1, vùng trọng điểm. Dự thảo quyết định phân cấp lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh, một số nội dung liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh và các nội dung quan trọng khác.